bí mật đằng sau những mối quan hệ khủng của Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ mới có buổi gặp gỡ trò chuyện cùng các bạn sinh viên về tuổi trẻ khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và gắn kết cộng đồng. Lý Nhã Kỳ vô cùng xinh đẹp khi diện bộ đầm màu hồng áo silk hiệu Safira kết hợp cùng chân váy dáng xòe cổ điển của Roxada. Cựu đại sứ du lịch thu hút cả ngàn bạn sinh viên vì sự gần gũi, dí dỏm và tài ứng biến thông minh, tinh tế trước những câu hỏi khá nhạy cảm và hóc búa. Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ cùng các bạn sinh viên những câu chuyện khởi nghiệp của mình từ khi còn là cô bé đã biết cách làm ăn để kiếm chút tiền phụ mẹ chăm sóc gia đình. Đó là một Lý Nhã Kỳ khi còn nhỏ xíu đã hiểu rằng muốn có được điều mình muốn thì phải lao động thật sự. Cô bé đã biết sang nhà cô hàng xóm xin được tách hạt điều để xin lại trái điều mang ra chợ bán. Hồi ức về những ngày gia đình gặp vô vàn khó khăn, làm ăn thất bại dẫn đến tay trắng đã khiến cô xúc động rơi nước mắt trên sân khấu. Kinh nghiệm quý báu mà Lý Nhã Kỳ chia sẻ chính là khuyên các bạn sinh viên luôn biết đặt cho mình những mục tiêu gần, vừa sức mình và dần dần vươn lên, vượt dần qua từng dấu mốc. Không nên đặt những mục tiêu quá xa xôi, bởi nếu thất bại sẽ khiến các bạn nản chí. Chinh phục từng mục tiêu gần, không lùi bước trước khó khăn chính là con đường ngắn nhất đi đến thành công. Trước những câu hỏi về bí quyết thành công cũng như tại sao lại có nhiều mối quan hệ quốc tế khủng như vậy, Lý Nhã Kỳ nói, trong kinh doanh có thể thành công hay thất bại, có thể mất rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không được mất một thứ, đó là uy tín. Bởi mất uy tín cũng là mất tất cả. Khi bước ra thế giới, câu chuyện về uy tín và sự chân thành cũng là điểm mấu chốt để tạo nên thành công như vậy. Trong cuộc sống rất cần những người bạn tốt, những người hơn mình, giúp đỡ mình. Và điều quan trọng là cần phải ghi nhận sự giúp đỡ đó để một ngày nào đó mình quay lại đền đáp. Có thể những người đã giúp bạn không bao giờ nghĩ đến chuyện cần mình đền đáp, nhưng mình cần phải làm như vậy bởi mình đã được lớn lên, trưởng thành từ sự giúp đỡ đó. Đó cũng chính là bí quyết để nhân rộng các mối quan hệ tương trợ trong cuộc sống. Trong buổi trò chuyện, Lý Nhã Kỳ cũng lần đầu tiên chia sẻ về một trong những xuất phát điểm khiến cô coi làm việc thiện là công việc cả đời. Đó chính là bởi cô đã được sống trong sự ấm áp của căn nhà tình nghĩa do cơ quan nhà nước và những nhà hảo tâm trao tặng cho gia đình cô. Gia đình Lý Nhã Kỳ trước đây thuộc diện gia đình chính sách, bố cô là thương binh nặng, hoàn cảnh gia đình từng gặp nhiều khó khăn. Vào thời khắc cả gia đình hạnh phúc, hân hoan nhận căn nhà tình nghĩa, cô bé Lý Nhã Kỳ ngày đó đã thầm ước rằng mai này khi lớn lên, cô sẽ trở thành nhà hoạt động xã hội vì cộng đồng để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Bởi cô thấu hiểu rằng một sự giúp đỡ đúng đắn có thể thay đổi cả một số phận. Căn nhà tình thương này hiện tại gia đình Lý Nhã Kỳ vẫn giữ gìn như một kỷ niệm mãi mãi đi theo mỗi người.